Netizen bất mãn vì một hoa hậu lợi dụng đám cưới để thuận theo chiêu trò của chồng. Vợ chồng hoa hậu này không ngần ngại tổ chức đám cưới đến 3 lần để thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hàng năm đông đảo khán giả đều đón nhận những tin vui từ các ngôi sao nổi tiếng. Đặc biệt những thông tin về hôn lễ của dàn nghệ sĩ trong làng giải trí được đặc biệt quan tâm hơn cả. Tuy nhiên lợi dụng vào sự tò mò của khán giả, một hoa hậu đã bất chấp sự chỉ trích vẫn thản nhiên cùng chồng tổ chức đám cưới trên sóng truyền hình. Không ai khác đó chính là Viên Vịnh Nghi, hoa hậu Hồng Kông năm 1990. Cách đây không lâu cô cùng Trương Chí Lâm đã cùng nhau tiến vào lễ đường trong chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2. Hành động này của cặp đôi đã nhận về cơn mưa chỉ trích từ đông đảo khán giả. Thực tế đây không phải là lần đầu tiên Viên Vịnh Nghi và Trương Chí Lâm liên duyên vợ chồng ở các chương trình. Năm 2016, cả hai đã tổ chức hôn lễ truyền thống thông qua chương trình Đời Này Có Em do Đài Chiết Giang sản xuất. Sau 3 năm trong chương trình chuyến du lịch lãng mạn của người vợ C của Đài Hồ Nam, Trương Chí Lâm đã quỳ gối cầu hôn vợ ở chốn đông người. Hiện tại, ở trên mạng xã hội, cư dân mạng đều đưa ra những quan điểm và ý kiến chỉ trích về hành động lợi dụng đời tư của cặp đôi. Nhiều người cho rằng cả hai nên tập trung vào sự nghiệp diễn xuất thay vì sử dụng việc liên tục tổ chức đám cưới nhằm hâm nóng tên tuổi. Thậm chí quản lý fanpage lớn nhất của nàng hậu ở trên Weibo đã tuyên bố dừng hoạt động diễn đàn sau 24 năm vì việc làm của thần tượng.